chia sẻ cho quý vị và cái cảnh con đường Phạm Văn Đồng của thành phố Nha Trang về đêm, quý vị. Cái đoạn này là đoạn gần chỗ Mường Thanh Vĩnh Triều cũng như gần chỗ Hồng Trồng Center đó. Chỗ này Hồng Trồng đó, quý vị. Hồng Trồng ban đêm bật đèn, đèn xanh rất là đẹp. Còn ngay chỗ cầu vượt Phạm Văn Đồng này, cầu vượt Nguyễn Đình Chiểu. Có mấy quán trà sữa, trà chanh đông khách ghê luôn. Quán trà sữa đông nghẹt luôn rồi. Đây đang đi qua cầu vượt Phạm Văn Đồng. Một bên là biển, một bên là bờ biển nhưng mà chưa có làm, một bên là hải sản, quán hải sản rồi. Khách du lịch họ cũng đi ngang qua đây, họ dừng mấy chỗ này để họ ăn hải sản. Khu vực Phạm Văn Đồng chỉ có đoạn này thôi, có hải sản nhiều đó, vậy phải dọc đây quán hải sản hết rồi. Tuyến đường này là đa số người ta trồng cây phượng này. Mé bên tay phải thôi là trồng cây phượng, còn mé bên tay trái là trồng cây tra, hay gọi là cây nho biển đó quý vị. Những cây đó là nó có thể chịu được bão rồi gió rồi, cho nên người ta trồng dọc bờ biển. Khả năng chịu nắng rồi tốt nữa, chịu hạn rồi tốt. Và đồng thời ở giấy là khả năng chịu hạn nó tốt, cho nên là nó có thể chịu vào mùa nắng. Người ta trồng cây hoa giấy dọc đường Đồng Phú là cây hoa giấy rất là nhiều. Đoạn này là gần tới cầu Đồng Phú rồi, các bạn.
rất là vắng vẻ quý vị. Bây giờ sau qua 2 ngày bão thứ năm đã qua rồi, sau 2 ngày hôm nay là ngày 1 rồi, cho nên là đường xá đã trở lại bình thường, đông vui nhộn nhịp trở lại rồi. Rồi chỗ đây phía tay phải vì là công viên Yến Phi vậy vậy. Chỗ ngã ba đường Lê Lợi cắt ngang đường Trần Phú. Trên cái tòa nhà Havana này có skyline, và mé bên này là nó Havana Club. Chương trình cây
nhạc. Về Sun Cho sẽ có chương trình ca nhạc, hát trầm hương. Rồi quảng trường bữa nay nhộn nhịp trở lại rồi nè.